mà đặc biệt là nam hay nữ, bất trai bất gái, ai uống cũng rất là hài lòng và dễ chịu. Và Kỳ Lân đã khảo sát bởi những chuyên gia thích uống trà và những người không thích uống trà, bởi vì Kỳ Lân cũng là người rất thích trà và rất là thường xuyên phải trải nghiệm trà và uống rất nhiều loại trà rồi, nên đây là loại trà mà Kỳ Lân đúc kết ra để mà phục vụ tất cả quý khách. Có thể là không phải mình dùng một lần hai lần mà mình sẽ hiệu nghiệm, nhưng mình sẽ dùng quá trình, thì trong quá trình đó sẽ đem lại chúng ta những cái vượng khí, những tài lộc, những điều tốt đẹp nhất. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề thư giãn, thưởng thức trà. Kỳ Lân xin giới thiệu đến tất cả quý khách sản phẩm trà Kaelin Kỳ Lân Luxury của Kỳ Lân nha. Đây là một hộp trà cao cấp Kỳ Lân Luxury, một sản phẩm cao cấp theo tiêu chí Luxury Kỳ Lân, có nghĩa là những gì tinh hoa nhất, những gì đẹp nhất, những gì chuẩn nhất, những gì ngon nhất, những gì tốt nhất, những gì hoàn hảo nhất, những gì hoàn thiện nhất, những gì đẳng cấp nhất, Kỳ Lân sẽ phục vụ và giao lưu với tất cả quý khách hàng. Từ cái túi để sách, từ cái quai sách, mới vừa đi tới cái vòng mà túi sách thôi mà đã cao cấp như vậy rồi. Rồi đến cái hộp nè, cực kỳ cao cấp. Và bên trong thì có bốn cái hộp nhỏ. Nắp hộp này thì là hít, hai cục 500 hai đầu hít lại, nghe tiếng bóp bóp rất là phê. Và trong đây sẽ là một tờ giấy hướng dẫn giới thiệu về trà của Kỳ Lân Luxury. Trà Ô Long Kim Tuyên là một tên gọi trà ngon, rất ngon. Và trà này được trồng tại Bảo Lộc. Và đặc biệt là bên trong này có bốn hộp nhỏ, một cái sản phẩm cao cấp, thì từ cái chất liệu hộp nhìn là đã rất là mê, rất là thích rồi. Bên trong bốn hộp nhỏ, thì trong bốn hộp nhỏ này sẽ có hai hộp là một loại, hai hộp khác là một loại, có nghĩa là hai hộp màu vàng này là đậm đậm vừa vừa, mà đặc biệt là nam hay nữ, bất trai bất gái, ai uống cũng rất là hài lòng và dễ chịu. Và Kỳ Lân đã khảo sát bởi những chuyên gia thích uống trà và những người không thích uống trà, và Kỳ Lân đã đúc kết lại tất cả những cái góp ý của những người mà Kỳ Lân nhờ. Họ cho rằng trà này rất tốt và uống rất là dễ, rất là thoải mái, rất là ngon. Và khi tung ra một sản phẩm gì đó để giao lưu với tất cả quý khách, thì Kỳ Lân là người đầu tiên trải nghiệm tất cả những sản phẩm của mình, trải nghiệm rất là nhiều, trải nghiệm rất là kỹ, rất là chuẩn. Đến khi công bố sản phẩm ra thì nó phải đủ được cái tiêu chú ý là Kỳ Lân Luxury. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bốn hộp nhỏ này ra ha, thì để xem bên trong cái hộp này nó cao cấp như thế nào. Quá là cao cấp. Rồi bây giờ Kỳ Lân sẽ xếp hai hộp này là một loại, hai hộp này một loại. Thì clip trước Kỳ Lân đã giới thiệu chi tiết về loại mà màu vàng rồi, uống rất là ngon rồi, Kỳ Lân đã thưởng thức trải nghiệm tại video trước rồi. Quý khách có thể xem lại video trước đó ở kênh YouTube Kỳ Lân Luxury cũng như trên fanpage Kỳ Lân Luxury hoặc trên website kỳlânluxury.com. Và hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm hai hộp màu bạc này, là hai loại rất đậm dành cho những người nghiện trà. Hai loại này dành cho những người thích uống trà và nghiện trà uống cũng được, và những người chưa biết uống trà uống được. Nói chung là nó dễ uống mà ngọt, hậu vị rất là ok. Và tạm vị đây, bây giờ Kỳ Lân sẽ khui cho một hộp nha. Ở thiết kế của cái túi trà này, Kỳ Lân cũng đã thiết kế rất tiện lợi, là Kỳ Lân dập xéo cái đường này để mà hút chân không, để mà làm cho gói trà trở nên đẹp hơn nữa. Và xéo như vậy là để mình khi mình cắt cái túi, mình sẽ cắt theo cái chiều xéo này luôn, và nó dư một khoảng như vậy để mà khi mình cắt như vậy, nếu mình chưa có cái hũ để mình đựng á, thì mình sẽ túm lại và mình lấy dây mình buộc lại, chứ không có cắt sát này, cắt sát này là không buộc được luôn. Rồi em cắt giùm anh. Rồi bắt đầu
khí thoát ra, đó, nở ra. Nãy quả trà nó rất là cứng, bây giờ quả trà nó trở nên rộng rãi ha. Rất là thơm, ngửi thôi đã thơm rồi, thơm tuyệt vời luôn á. Trà này Kỳ Lăng đảm bảo, cam kết đảm bảo là bất kỳ người nào nghiện trà, thích trà sẽ rất mê loại trà này, cam kết điều đó. Bởi vì Kỳ Lăng cũng là người rất thích trà và rất là thường xuyên phải trải nghiệm trà và uống rất nhiều loại trà rồi, nên đây là loại trà mà Kỳ Lăng đúc kết ra để mà phục vụ tất cả quý khách. Trong khi chờ đợi thì Kỳ Lăng sẽ đốt trầm. Thú chơi trầm này rất là thú vị và Kỳ Lăng đã thực hiện một clip giới thiệu về sản phẩm trầm này rồi. Trầm thiên nhiên, trầm núi rừng, trầm sưu tầm. Bởi vì tất cả sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury là theo tiêu chí Luxury Kỳ Lăng. Những gì tinh hoa nhất, những gì tốt nhất, những gì đẹp nhất, những gì chuẩn nhất, những gì hoàn hảo nhất, những gì tinh tế nhất, những gì hoàn mỹ nhất, Kỳ Lăng sẽ phục vụ, tuyển chọn, phục vụ, giao lưu với tất cả quý khách. Vừa thưởng thức trà, vừa xong trầm. Trầm là một cái vấn đề phong thủy, một vấn đề mà tâm linh không thể nào mà mình lý giải được. Bởi vì không phải tự nhiên mà từ thời vua chúa, ông bà chúng ta, tất cả những người thành công họ đã dùng trầm. Có thể là không phải mình dùng một lần hai lần mà mình sẽ hiệu nghiệm, nhưng mình phải dùng quá trình, thì trong quá trình đó sẽ đem lại chúng ta những cái vượt khí, những tài lộc, những điều tốt đẹp nhất. Thì chính vì vậy trầm mới được nhiều người tin và sử dụng và chọn là một sản phẩm rất là phong thủy, cũng phục vụ cho việc phong thủy của mình. Rất là thơm, rất là thơm. Đặc biệt trà của Kỳ Lăng Luxury là tuyển chọn trà uống không bị mất ngủ. Vừa thơm của trà vừa quyện với thơm của trầm, thanh tịnh. Lúc này mình mở nhạc lên, mở nhạc thanh tịnh lên, mở nhạc thiền lên, cái mặt du dương lên. Tại vì Kỳ Lăng làm video up lên YouTube nên hạn chế mở những bài nhạc sử dụng bản quyền. Cho nên là Kỳ Lăng sẽ tưởng tượng ra là đang nghe những bài nhạc thiền, uống miếng trà nè. Và thưởng thức miếng trầm. Ngoài xong bằng quẹt, mình quẹt cho nó bay tinh dầu ra, thì Kỳ Lăng chọn cách này để xong nó tỏ ra liên tục, chỉ cần 1-2 tiếng mình trở trầm là được nè. Đó, đây là những miếng trầm nè, nó mình cứ lật ra, tại vì này nó dùng bằng điện và nó nung nguyên một ngày cho mình luôn. Tinh dầu tỏa rất thơm. Vâng, và như vậy là video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lăng review. Kỳ Lăng chân thành cảm ơn và hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lăng, cũng như like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng Luxury, hoặc truy cập trực tiếp vào website kỳlangluxury.com để xem những danh mục sản phẩm, những sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury nhé. Hoặc là gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng theo số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo cũng là số hotline luôn 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lăng Luxury sẽ phục vụ tất cả quý khách về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Xin trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.